câu chuyện Bà Năm nghiện trà sữa phần 3. Trời mưa to, bà Năm bất chấp mưa rơi. Bà Năm mặc áo mưa đi mua trà sữa. Ôi trời ơi. Cuối cùng, bà Năm cũng mua được ly trà sữa. Ôi ghê chưa. Bà Năm vừa đi, vừa uống, mặc kệ trời mưa. Bà Năm trượt chân té. Ôi trời ơi. Bà Sáu trong nhà nhìn ra thấy, hết hồn. Oh no. Bà Sáu hỏi bà Năm có sao không. Bà Năm vội vàng bò dậy nói, không sao, không sao, ly trà sữa không sao. Rồi bà Năm lại đi tiếp và lại tiếp tục uống. Còn bà Sáu thì... Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả.